Để tăng cường quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP, các sản phẩm Việt thông qua các hệ thống siêu thị, công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh vừa khai trương Bảo Minh Mart tại 28A Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Bảo Minh Mart có vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, kinh doanh trên 1.000 mặt hàng nhu yếu phẩm như thực phẩm chế biến, thực phẩm khô, hóa mỹ phẩm trên diện tích gần 500m². Siêu thị này cũng là nơi quảng bá, giới thiệu và kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của các tỉnh thành trong cả nước, nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm OCOP của các chủ thể trên thị trường, nhất là các đặc sản địa phương mang tính chất vùng miền. Bảo Minh Mart cũng có mặt đồng thời trên nền tảng trực tuyến như gạo Bảo Minh Online, Facebook, Zalo, các ứng dụng công nghệ để khách hàng có thể liên hệ và mua hàng thuận tiện. Với việc tiếp tục khai trương siêu thị, công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh mong muốn sẽ nối dài chương trình các điểm trưng bày giới thiệu hàng Việt để hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.